Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lâm Đồng dân tố cáo công an xã đánh dân đến chết. Một người dân ở thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Hạ Đoài, tỉnh Lâm Đồng đã bị công an xã đánh chết hôm 24 tháng 9 vừa qua. Theo cáo buộc của người thân và những người dân chứng kiến sự việc chia sẻ. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ cho biết người này chết sau khi được mời lên làm việc tại đồn công an xã. Nạn nhân là ông Phan Văn Lan, 49 tuổi. Theo tờ báo Thanh Niên, vào ngày 24 tháng 9, ông Lan có mời lời qua tiếng lại với công an khi lực lượng này lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe tải luồng xanh vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, một cung đường, hai điểm đến. Đây là hình ảnh đám tang của ông Phan Văn Lan tổ chức vào chiều ngày 25 tháng 9. Vào 9 giờ cùng ngày, ba công an xã đã tới nhà ông Lan phát giấy mời, yêu cầu ông Lan lên trụ sở công an làm việc. Theo báo Thanh Niên, ông Lan khi làm việc với công an xã tại nhà đã có hơi men trong người. Và ông Lan tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm công an và bị đưa về trụ sở của công an xã. Sau đó, người thân của ông Lan nhận được tin ông tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu trong cùng ngày. Tuy nhiên, trên trang mạng Facebook, người thân và gia đình ông Lan cho biết ông Lan đã bị công an xã đánh đến hộc máu mồm ngay tại nhà riêng của ông Lan trước khi ông bị đưa lên đồn. Sau đó, cũng theo người nhà nạn nhân, ông Lan lại tiếp tục bị công an đánh đập tại đồn. Người thân được tin yêu cầu được đưa ông đi bệnh viện nhưng công an không cho. Chỉ đến chiều cùng ngày, công an mới cho gia đình đưa ông Lan đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo tờ báo Thanh Niên, việc khám nghiệm hiện trường và tử thi đã được hoàn tất vào chiều ngày 25 tháng 9. Gia đình cũng đã tổ chức đám tang cho ông Lan vào cùng ngày. Ông Phan Văn Thuần, anh trai của nạn nhân, cho báo Thanh Niên biết ông chứng kiến và ghi nhận trực tiếp công tác khám nghiệm tử thi. Ông Thuần khẳng định ông Lan có nhiều thương tích. Theo thông tin trên trang Facebook người nhà nạn nhân, khám nghiệm tử thi cho thấy ông Lan đã bị dập não, gãy 3 xương sườn, gãy răng. Các hình ảnh và video đăng trên trang Facebook của người nhà nạn nhân cũng cho thấy đầu và người của ông Lan đã bị nhiều vết thâm tím, chảy máu. Đây là hình ảnh vào hôm 10 tháng 7 năm 2019, trước đó cũng có hai công an đánh chết người vi phạm giao thông ở quận Ô Môn, Cần Thơ, chỉ bị phạt mỗi người 8 năm tù. Tuy nhiên, status và hình ảnh này sau khi đăng lên Facebook và được 30.000 lượt chia sẻ đã bị Facebook gỡ xuống chỉ trong vòng một ngày vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Bà Đỗ Thị Tuyết Thu, vợ nạn nhân, được báo nhà nước chỉ trích lời nói rằng: "Tôi rất bức xúc trước cái chết của chồng mình, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân." Theo báo nhà nước, hiện Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân của ông Lan tử vong. Tại Việt Nam thì tình trạng người dân đã bị chết tại đồn công an hay tại nơi tạm giam xảy ra khá phổ biến thời gian gần đây, được truyền thông nhà nước loan tải. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp đều được chính quyền xác định là do tự tử mà chết. Vào hồi tháng 1 năm nay, một nghi phạm liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng đã tử vong khi bị tạm giam ở trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình nạn nhân được thông báo nạn nhân tự tử chết nhưng thi thể nạn nhân lại có rất nhiều vết bầm tím. Đại diện Bộ Công an Việt Nam trong một lần giải trình trước Liên Hợp Quốc vào hồi năm 2019 về việc thực thi công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị nói rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong trong các cơ sở giam giữ của Việt Nam có thể là do phạm nhân dày dứt dằn vặt về hành vi phạm tội của mình dẫn đến bi quan mà tự tử. Thực là nực cười. Trường hợp chết trong đồn công an mới nhất xảy ra ở tỉnh Thanh Hóa vào hôm 9 tháng 3 năm 2020 là một nam thanh niên đã tử vong bất thường khi đang bị tạm giữ tại công an huyện Triệu Sơn trong tư thế treo cổ. Đây là hình ảnh công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, nơi nam thanh niên bị tạm giữ tử vong bất thường trong tư thế treo cổ. Tin cho biết nạn nhân tử vong trong nhà tạm giam có tên là L, sinh năm 1987, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Anh E đã bị công an tỉnh bắt giữ vào ngày 7 tháng 3 để điều tra làm rõ liên quan đến vụ trộm cắp tài sản. Đây là trường hợp thứ hai chết bất minh cho đồn công an từ đầu năm 2020 cho đến nay. Trước đó vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, Công an thành phố Tây Ninh cũng cho biết ông Phan Quốc Thắng, 47 tuổi, ở phường 1, người đâm trọng thương trung úy công an trọng đã bị bắt tạm giam một ngày trước đó và treo cổ trong buồng tạm giam, tử vong. Cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng, người bị Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
đánh chết vào hồi tháng 2 năm 2011 vì chạy xe không đội mũ bảo hiểm, nhận định với đài FA vào mùng 10 tháng 3 về vấn đề nạn chết người bất minh trong đồn công an tại Việt Nam như sau. Tôi nghĩ việc người dân chết một cách vô cớ trong đồn công an bây giờ đang trở nên rất là bình thường trong suy nghĩ của người dân. Trước đây khi mà nghe dân chết trong đồn công an thì rất nhiều người bức xúc và đặt câu hỏi. Nhưng trước những lời giải thích vô trách nhiệm và coi thường người dân của cơ quan chức năng, người ta đang bình thường hóa việc người dân chết trong đồn công an. Vì khi người dân theo đuổi công lý mà không có kết quả thì sẽ dễ gây tâm lý chán nản và từ bỏ. Hiện tại rất nhiều trường hợp chết trong đồn công an vẫn tiếp diễn nhưng sự phản kháng gần như không còn nữa. Đây là hình ảnh gia đình phản đối bản án 4 năm tù đối với công an đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng chỉ vì ông không đội mũ bảo hiểm. Tình trạng người đang khỏe mạnh khi phải vào đồn công an rồi tử vong và cơ quan chức năng báo nạn nhân đã tự tử hay bị bệnh chết thường xảy ra tại Việt Nam khiến nhiều người nghi vấn. Tuy nhiên, khi đại diện Bộ Công an trả lời chất vấn trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2019 đã cho rằng một trong các nguyên nhân dẫn đến tử vong trong các cơ sở giam giữ của Việt Nam có thể là do phạm nhân day dứt dằn vặt về hành vi phạm tội của mình dẫn đến bi quan mà tự tử, hoặc do phạm nhân mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo như từ trước khi nhập viện và giờ vào trại nên đã ốm chết. Trung tá Vũ Minh Chí trước khi về hưu công tác tại Tổng cục 2 khi trao đổi với đài FA liên quan vấn đề này hôm 10 tháng 3 cho biết những thông tin chính quyền công bố thì ông không tin nó là sự thật khách quan 100%. Vì theo ông, ở Việt Nam, các cơ quan bảo vệ pháp luật như tòa án, viện kiểm sát, công an làm việc không độc lập và đều chịu sự chỉ đạo chung của Đảng. Ông nói tiếp. Tôi đã thấy có những phiên tòa xét xử thì mới biết nhiều người từng bị tra tấn ép cung như vụ ông Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long hay ông Nguyễn Thanh Trấn ở Bắc Giang là những người bị kết án tử hình. Sau này, không những công an, kiểm sát viên, chủ tọa phiên tòa đều bị truy tố. Hay vụ xét xử năm công an ở Nha Trang tra tấn chết một nghi phạm chẳng hạn. Đây là hình ảnh ông Ngô Thanh Trấn, người được minh oan sau 10 năm tù vì bị ép cung, kể lại như sau. Cán bộ Trần N đã bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ, loại dao thì lại bảo là cho mày cái búa vào đầu, cho mày chết bây giờ. Cán bộ H thì trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa, ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó cán bộ Ngô đọc và bắt tôi viết đơn tự thú vào ngày 28 tháng 9 năm 2003. Theo Trung tá Vũ Minh Chí, những vụ việc được báo chí đăng tải đã xử lý có lẽ mới chỉ là một phần sự thật, có nghĩa là việc tra tấn ép cung có thể phổ biến hơn, có thể nhiều hơn rất nhiều. Ông cũng đưa ra ví dụ như sau. Hồi năm ngoái, khi ra tòa, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng có nói rằng mong được đối xử như một con người, có nghĩa rằng một người như Đinh La Thăng mà khi vào tù còn không được đối xử như con người. Thế còn những người thấp cổ, bé họng, những người không hiểu, biết, không tiền, không thế lực vân vân thì khi vào trại giam hay tạm giam sẽ còn bị đối xử tàn tệ đến như thế nào? Việt Nam đã ký Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc vào ngày 17 tháng 11 năm 2013 và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 28 tháng 11 năm 2014. Đây được cho là một trong 9 công ước cốt lõi về quyền con người của Liên Hợp Quốc. Các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế đánh giá tình trạng công an Việt Nam sử dụng bạo lực đối với người dân đang trở nên tràn lan tại đây. Cho đến nay, chưa có một thống kê chính thức nào của chính phủ Việt Nam về việc có bao nhiêu nạn nhân chết trên đồn công an. Nhưng theo thống kê của đài FA, dựa theo những thông tin được truyền thông trong nước đăng tải, vào năm 2018 có ít nhất 11 người đã chết trên đồn công an, vào năm 2019 có ít nhất 3 người chết, và từ đầu năm 2020 đến nay đã có 2 người chết khi đang bị công an giam giữ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021 với bản tin Lâm Đồng, dân tố cáo công an xã đánh dân đến chết. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.